với chương trình Món ngon mỗi ngày. Cô Thảo ơi, cô Thảo mau mau bật mí món ăn ngày hôm nay đi. Hôm nay là em rất là sẵn sàng vào bếp rồi đó. Hôm nay cô sẽ giới thiệu một món ăn làm từ một cái nguyên liệu từ hải sản, nhưng mà có vị chua ngọt. Nhưng mà cái tên món ăn á thì Minh Châu phải giải quyết chứ cô không trả lời ngay. Ủa sao trách nhiệm lại thuộc về em? Tại vì Minh Châu phải giải đáp một câu đố thì cô mới bật mí cái món ăn này là gì. Thôi được rồi, gì chứ mấy cái vụ đố món ăn thì em cũng có kinh nghiệm lắm á. Lắng nghe nha. Dạ. Nhà hình xoắn ốc dưới ao, chỉ có một cửa ra vào mà thôi. Mang nhà đi khắp mọi nơi, không đi đóng cửa, nghỉ ngơi một mình là con gì? Chà, con gì ta? Con gì mà dễ quá vậy cô Thảo? Vậy là con gì? Con ốc chứ con gì nhưng nữa. Nhưng mà chưa nói được tên món ăn là gì hết. Thì là món chua ngọt, món xào, ốc xào. Chưa chính xác, đó là món ốc biển xào chua ngọt. Để thực hiện món ốc biển xào chua ngọt thì quý vị khán giả cần chuẩn bị 300 gram thịt ốc biển, một trái dưa leo, 1/4 trái thơm, nửa củ hành tây, một trái ớt sừng, một trái cà chua, một ít rau cần tàu, một ít tỏi băm, bột năng, các loại gia vị thông thường, nước tương Lisa, giấm gạo Lisa và hạt nêm nước hầm xương Asigon. Cô ơi, ốc biển thì em nghĩ là chắc cũng không khó tìm mua phải không cô? Hiện nay thì chúng ta có thể mua ốc biển rất là dễ dàng. Và quý vị khán giả và các bà nội trợ có thể yên tâm là chúng ta đến siêu thị mua thì rất là dễ, vì những loại ốc biển này được chế biến và đóng gói sẵn rồi. Dạ. Nhưng mà khi mua thì chúng ta cần lưu ý là chúng ta phải chọn những con ốc dày và chắc. Thì như vậy thì thịt ốc sẽ ngon hơn mà nhất là không bị dai. Giai đoạn đầu tiên là chúng ta sẽ chuẩn bị nguyên liệu chính đó là ốc đó Minh Châu. Đối với những con ốc lớn như thế này thì chúng ta sẽ cắt lát mỏng ra. Chúng ta ướp vào nửa muỗng cà phê tiêu nè, một muỗng cà phê đường, nửa muỗng cà phê hạt nêm Asigon và cuối cùng là chúng ta ướp vào khoảng một muỗng canh tỏi băm nữa. Sau đó thì nhờ Minh Châu sẽ trộn đều cái phần gia vị này và chúng ta để ốc biển này khoảng chừng 15 phút để cho ốc biển thật là thấm gia vị. Chúng ta sẽ cắt dưa leo ra thành từng khúc có độ dài khoảng chừng 5 hoặc là 6 cm. Sau đó chúng ta sẽ bỏ cái phần hạt dưa leo đi. Sau khi chúng ta bỏ hạt dưa leo rồi thì chúng ta sẽ dùng một cái dao sắn răng cưa để mà sắn cái phần dưa leo này ra thành từng miếng cho nó đẹp mắt. Bây giờ phần thơm này chúng ta sẽ gọt bỏ bớt cái phần cùi thơm này đi. Và sau đó cô sẽ cắt ra thành lát mỏng. Cà chua này đơn giản là chúng ta sẽ cắt muối thôi. Tiếp tục là chúng ta sẽ cắt củ hành tây. Và cuối cùng là chúng ta sẽ cắt rau cần tàu với lại ớt thì chúng ta sẽ sắc sợi đó mình dọc. Và cuối cùng là chúng ta sẽ sắc sợi phần ớt này. Minh Châu cũng nhớ lưu ý là chúng ta cũng chuẩn bị một cái chén nhỏ và chúng ta cho vào khoảng nửa muỗng bột năng và Minh Châu khuấy đều phần này lên. Phần bột năng chúng ta sẽ cho vào món xào trong giai đoạn cuối cùng, giúp cho cái phần nước trong món xào có độ sánh và trông sẽ hấp dẫn hơn rất là nhiều. Bây giờ cái phần chảo cũng đã nóng rồi thì chúng ta sẽ cho vào khoảng chừng 2 muỗng canh dầu ăn. Sẽ cho tiếp vào khoảng 1 muỗng canh tỏi băm. Rồi tỏi đã vàng thơm rồi, chúng ta sẽ cho ốc vào. Và bây giờ chúng ta đảo đều. Quý vị khán giả nhớ lưu ý đây là chúng ta sẽ xào với lửa thật lớn để cho ốc được giòn. Quý vị khán giả thân mến, việc xào ốc với lửa to là một bí quyết nho nhỏ của cô Diệu Thảo để làm cho món ốc nè giòn và không bị dai đó. Và bây giờ ốc đã rất là săn và thấm gia vị, chúng ta sẽ tiếp tục lần lượt cho thơm vào. Quý vị khán giả nhớ lưu ý là chúng ta sẽ cho thơm vào trước, vì khi chúng ta xào thơm với lại phần ốc biển này sẽ giúp cho ốc biển có độ mềm, giòn và rất là ngon. À, em đã nhớ rồi. Và thơm gần chín thì chúng ta mới tiếp tục cho dưa leo vào. Phần dưa leo này chúng ta cho vào sau để giữ độ giòn của dưa leo. Dạ. Và bây giờ chúng ta có thể tiếp tục cho các nguyên liệu là cà chua nè. Xào thêm một chút xíu nữa, chúng ta mới tiếp tục cho hành tây, ớt sừng. Chúng ta sẽ nêm thêm vào khoảng một muỗng canh đường, một chút xíu hạt nêm, nước hầm xương Asigon và một muỗng canh nước mắm. Tiếp tục đảo đều để cho cái phần gia vị này thấm và các nguyên liệu còn lại chín đều. Chúng ta sẽ cho thêm vào trong cái phần nước bột năng này một muỗng canh giấm gạo Lisa nữa. Rồi tất cả các nguyên liệu bột năng với lại giấm gạo Lisa và nước này chúng ta hòa lên cho thật đều và cô sẽ rưới vào trong cái phần đồ xào.
Bây giờ chúng ta tiếp tục để lửa lớn lên và tiếp tục đảo đều để cho bột năng chín. Chúng ta sẽ cho rau cần tàu vào và tắt bếp. Thế là món xào đã hoàn tất. Rồi, bây giờ món ăn xong rồi Minh Châu ơi. Chúng ta sẽ cho phần này ra dĩa nha. Màu sắc của món ốc biển xào chua ngọt rất là đẹp. Cuối cùng thì chúng ta rắc thêm một ít tiêu nữa là xong. Hấp dẫn quá. Cô sẽ cho Minh Châu thử ngay món này nha. Rồi. Em cảm ơn cô. Cô Thảo ơi, phải nói là không biết phải diễn tả làm sao hết. Cái vị chua chua ngọt ngọt của các loại nguyên liệu nè, kết hợp với vị ngọt trong nước hầm xương của Aji ngon đó cô. Rồi ốc á, thì rất là mềm, không hề bị dai. Phải nói là cô Thảo xuất sắc luôn. Và hy vọng là quý vị khán giả cũng thường xuyên theo dõi chương trình Món Ngon Mỗi Ngày nhé. Còn rất rất nhiều những món ngon khác đang chờ được gửi đến cho tất cả quý vị. Và Minh Châu hy vọng là quý vị cũng thường xuyên liên lạc với chương trình để giúp cho chương trình ngày một hoàn thiện hơn. Hộp thư của chương trình là hộp thư số 1, Bưu điện Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai. Và quý vị có thể gọi điện thoại về trung tâm tư vấn khách hàng công ty Ajinomoto, số điện thoại 061-882-6188. Còn bây giờ thì cô Diệu Thảo và Minh Châu xin nói lời chào tạm biệt tất cả quý vị. Hẹn gặp lại trong chương trình lần sau.